Lời khuyên đầu tiên đó là chủ động hóa lại việc học ngữ pháp. Và cách số 2 đó là nhớ theo một cái câu ví dụ nó gắn với chính trải nghiệm của bản thân mình. Xin chào các bạn. Trong phần đầu của clip ngày hôm nay thì mình sẽ trình bày luôn 3 nguyên nhân chính mà mình nhận thấy rằng đây là những cái nguyên nhân rất là lớn, rất là cốt lõi khiến cho rất là nhiều bạn đang học từ N3 lên đến N1 cảm thấy việc học ngữ pháp vô cùng khó khăn. Các bạn hãy nghe thử xem mà nó có đúng với bản thân mình không nhá. Nguyên nhân đầu tiên, chắc chắn rồi, đó là vì lượng ngữ pháp học trong mỗi một level từ N3 lên N1 nó rất là nhiều. Trung bình mỗi một level đấy chúng ta sẽ thường phải học từ 100 đến 150 ngữ pháp hoặc là biểu hiện ngữ pháp, đúng không nào? Trong một khoảng thời gian ngắn học để mà đi thi á, thì cái việc mà chúng ta có thể có được cái môi trường, có được cái thời gian để mình có thể ứng dụng thành thạo những cái ngữ pháp đó ra ngoài cuộc sống để trở thành cái kiến thức trong gọi là trong đầu của mình ấy, thì nó rất là ít, rất là hạn chế. Thế nên là cái nguyên nhân đầu tiên đó là input quá nhiều và output quá ít. Tức là đầu vào nhiều nhưng mà đầu ra thì quá ít. Nguyên nhân số 2 mà mình thấy, không biết là các bạn có để ý không? Rất là căn bản, rất là nhỏ nha, nhưng mà ý gây tố, tức là nó gì nhỉ? Nó là một cái nguyên nhân không ngờ tới dẫn đến nhiều bạn cảm thấy ngữ pháp nó khó ngay từ mặt chữ ấy. Đó là các bạn học quá máy móc. Học quá máy móc. Những cái cách kết hợp của ngữ pháp đấy trong câu, vế trước nó kết hợp ra làm sao, đúng không? Nó kết hợp với từ này, từ kia như thế nào. Tức là chúng ta quá máy móc ở cái đoạn là cách kết hợp của ngữ pháp trong câu nó ra làm sao. Bởi vì sao? Nhất là trong N3, N2 nha. Các bạn nhìn, có những cái ngữ pháp như này, cái cách kết hợp của nó rất là dài như này. Chúng ta nhìn thôi mà bạn nào mà còn chưa chắc những cái gọi là thể từ điển, thể thường, các kiểu nó là cái gì, thì chúng ta nhìn vào cái kiểu như này, xong rồi mình học máy móc theo những cái đấy thì mình thấy nó rất là khó đấy. Nên là khó ngay từ cái mặt chữ như này. Đó nhá, thì đấy là nguyên nhân số 2, đó là chúng ta quá là máy móc vào cái gì nhỉ? Vào cái cách kết hợp của ngữ pháp trong câu. Tiếp theo là nguyên nhân số 3, đó là chúng ta quá phụ thuộc vào việc dịch cái ngữ pháp đấy sang tiếng Việt như thế nào và hiểu một cách lý thuyết cái ngữ cảnh sử dụng của nó mà không gì nhỉ? Mà không nhìn cái ngữ pháp đấy, xét cái cách sử dụng của ngữ pháp đấy trong nhiều cái văn cảnh, trong nhiều những cái mẫu câu, trong nhiều những cái ví dụ khác nhau. Thế nên là thành ra đặc biệt là với những cái ngữ pháp mà nó có cách dịch sang tiếng Việt kiểu na ná nhau á, cái cách dùng của nó cũng gần như nhau á, thì chúng ta sẽ rất là dễ bị hoang mang kiểu sao ngữ pháp nào nó cũng giống nhau thế nhỉ. Thì đó là ba cái nguyên nhân chính, ba nguyên nhân lớn, tức là tất nhiên là có rất là nhiều nguyên nhân, nhưng mà đây là ba nguyên nhân chính mà mình thấy rằng là nó sẽ là cái rào cản rất là lớn khiến cho các bạn cảm thấy việc học ngữ pháp trở nên khó khăn. Vậy thì bây giờ sang phần tiếp theo, mình sẽ bày cho các bạn cách làm thế nào để có thể cảm thấy việc học ngữ pháp nó trở nên thoải mái hơn, dễ chịu hơn, và học chúng ta cứ hư nó đúng một lần mà có thể nhớ được trong cái khoảng thời gian lâu nhất có thể nhá. Lời khuyên đầu tiên, đây sẽ là một lời khuyên 2 trong 1 nha mọi người nhá. Chúng ta sẽ học ngữ pháp đó không phải là bằng cách chúng ta học máy móc cách kết hợp của ngữ pháp trong câu, hay là chúng ta chỉ tiếp nhận một chiều những giải thích từ giáo viên hoặc là những cái cuốn giáo trình mà chúng ta đang có, những cái cuốn sách chúng ta đang có. Mà bây giờ các bạn hãy chủ động lại cái việc chúng ta tiếp cận cái ngữ pháp đấy bằng cách nào. Chúng ta đều có cái giáo trình khi mà học ngữ pháp rồi, đúng không? Thì bây giờ các bạn hãy chủ động cái việc học, cái việc tiếp cận cái ngữ pháp đấy của mình bằng cách là chúng ta có thể bắt đầu từ những câu ví dụ của ngữ pháp đấy. Bây giờ mình sẽ lấy cho các bạn một cái ví dụ với cái ngữ pháp của N3 nhé mọi người nhá. Có một cái ngữ pháp của N3 đó là cứ xe nhỉ, đúng không nào? Rồi, đại khái thì cái cách kết hợp, cái ý nghĩa của sử dụng của nó là gì nhỉ? Nó thể hiện những cái gọi là những cái mối liên kết mang chiều ngược lại với nhau, đúng không? Thế bây giờ mình thử nhìn vào trong câu ví dụ đi. Được chưa nào? Bắt đầu nhìn vào câu ví dụ này. Ok. Anoshito wa jibun ni wa amai kuse ni hito ni wa kibishii in da yo na. Câu này mình thấy có hai vế đúng không? Rồi, chủ ngữ là cái người kia, đúng không nào? Cái người kia thì với bản thân mình thì rất là kiểu như là gì nhỉ? Nuông chiều, không có kỷ luật gì cả, đúng không? Amai. Ok chưa nào? Thế nhưng mà với người khác thì lại rất là gì đây nhỉ? Rất là nghiêm khắc, nghiêm khắc nhá. Kibishii. Ok chưa nào? Hay câu số 2 này. Rồi, câu số 2 nhá. Chichi wa kaji o tetsudawanai kuse ni haha ni monku bakkari itteta node kyonen haha ni suterareta. Câu này chúng ta thấy cái gì đấy? Có hai vế đúng không nào? Đó là node, vì bố tôi thì vì thế nào đó, thế nên là năm ngoái đã bị mẹ tôi bỏ, đúng không nào? Suterareta nhé. Thì bây giờ cái vấn đề chúng ta cần phải giải quyết sẽ là cái chỗ mà có kuse ni ở trong cái câu này, đúng không? Bố tôi thì gì nhỉ? Thì không có giúp việc nhà gì cả. Kaji o tetsudawanai.
Ok, thế nhưng mà lại gì nhỉ? Nhưng mà lại toàn là nói lời gì nhỉ? Nói lời phàn nàn đến mẹ tôi. Lúc nào cũng cầu nhau cũng phàn nàn mẹ tôi đúng không? Thế nên là năm ngoái đã bị mẹ tôi bỏ. Đó thì cái vế, cả hai vế đúng không nào? Cả hai câu chúng ta thấy đều vế trước và vế sau nó mang ý nghĩa gì nhỉ? Ý nghĩa trái ngược nhau của cùng một gì nhỉ? Của cùng một chủ thể và cụ thể đây là người đúng không nào? Rồi, hay câu số 3 này. あの人 wa karada wa ookii kuse ni ki ga yowai desu ne. Cái người kia đúng không nào thì cơ thể nó rất là to, thế mà làm sao nhỉ? Thế mà gì đấy? Lại rất là gì nhỉ? Nhút nhát, nhát gan đúng không nào? Thường hay rất là ngại người đúng không? Không có tự tin gì cả. Đó, hơi nhát nhá. Hay và câu số 4 này. Kade wa hontou wa kanojo ni issho ni kite hoshii kuse ni hazukashikute sasoe nai rashii. Nghe nói là dường như là đúng không nào thì anh ấy thì thực ra là đúng không? Thật ra là thật ra là gì nhỉ? Thật ra là muốn cô ấy đến cùng cơ. 一緒に来てほしいですね. Tuy nhiên thì gì nhỉ? Vì ngại quá đúng không? Vì xấu hổ quá. 恥ずかしくてですね. Thế nên là không thể nào mà rủ cô ấy đi cùng được chẳng hạn. Đó thì các bạn thấy từ những cái ví dụ như này chúng ta bắt đầu lần ra nhá. Cái kết hợp của nó là làm sao? Nó kết hợp với tính từ thì nó đi với thể thường đúng không nào? Rồi động từ thì nó cũng là thể thường đúng không? Tetsudau hoặc là tetsudau wanai ne. Rồi hay là tính từ của tôi y cũng như vậy đúng không nào? Rồi chỗ này cũng thế, tehoshi cũng vậy. Thế mình có thể rút ra là gì nhỉ? Rút ra là nó đi với thể thường chẳng hạn. Đó, thể thường cộng với kuse ni. Thường những cái ví dụ mà người ta đưa ra sẽ là những cái cách kết hợp mà chúng ta có thể bắt gặp nhiều nhất với cái ngữ pháp đấy. Nên là nếu mà chúng ta gặp nhiều như thế này thì cái cách sử dụng của nó nhiều nhất sẽ là với thể thường chẳng hạn. Và trong những cái cuốn giáo trình nào mà nó tốt ấy, thì nó sẽ có thể cho đầy đủ chúng ta tất cả những cái cách kết hợp, những cái ví dụ của tất cả những cái cách kết hợp của cái ngữ pháp đấy. Thì nếu mà các bạn tìm hiểu thêm trong những cái giáo trình đó, trong những cái giáo trình mà mình đang có chẳng hạn, thì mình sẽ có thể thấy thêm là gì nhỉ? Nó có cách kết hợp là danh từ cộng thì cộng trực tiếp với cả no kuse ni ne, cộng với thêm với no đúng không nào, kuse ni. Thế thì mình sẽ ra được cái cách kết hợp đã. Đó, rồi tiếp theo mình để ý tiếp xem là nó có cái gì nữa. Vế trước và vế sau bao giờ cũng mang ý nghĩa trái chiều với nhau đúng không? Thế nên là mình có thể dịch là thế mà đúng không nào? Thế mà nhưng mà đúng không nào? Nhưng mà. Rồi mình để ý này, tất cả các ví dụ này đều nói về gì nhỉ? Nói về người đúng không nào? Đều nói về người hết. Đó, người hết. Đó, thế mình sẽ xem là cả trong những cái ví dụ khác nó có những cái nói về người nói về cái khác không, hay là nếu mà tất cả đều về người thì có thể là cái cách kết hợp của nó sẽ gì nhỉ? Cái cách sử dụng nó sẽ thường đề cập đến gì nhỉ? Đến một cái đối phương, đối tượng nào đó. Ok chưa? Rồi, chủ ngữ trong câu thì đều là gì nhỉ? Đều là chỉ một người thôi đúng không? Anoshito wa, đúng không nào? Cái người đó thì thế này nhưng thế kia. Ông bố thì thế này nhưng mà thế kia. Cái người kia thế này nhưng thế kia. Hay là anh ấy thế này nhưng thế kia. Lại thêm được một cái dấu gạch đầu dòng nữa. Nói về người này. Và câu văn phải cùng một chủ thể này. Được chưa nào? Thế sau đó còn gì nhỉ? Đại khái cái funiki của những cái câu này đúng không? Tức là cái gì nhỉ? Cái ý của những cái câu này nó đều mang ý nghĩa hơi tiêu cực một tí. Đúng không nào? Hơi tiêu cực, hơi trách móc, hơi phê phán một chút. Mình gạch thử ra. Đó, thế mình rút ra được những cái gạch đầu dòng như này. Rồi mình đối chiếu lại xem là cái cách giảng, những cái giải thích mà giáo viên cho hay là những cái giải thích mà trong cái cuốn sách đấy nó cho nó có ok không? Đó, và đến đây bạn nào mà muốn giỏi hơn nữa, nâng cao hơn một chút, có thể hỏi giáo viên: cô ơi, cái thế mà của kuse ni với cái no ni nó khác gì nhau? Thì đến đây nếu như mà các bạn muốn tìm hiểu thêm chẳng hạn, thì các bạn sẽ có thể nhìn tiếp, phân tích tiếp từ những cái ví dụ. Và nhân tiện đây thì mất công học một cái nói chuyện về một cái clip về ngữ pháp thì mình cũng phân biệt luôn cho mọi người nhá. Ví dụ các bạn thấy nhá, ở cái ý nghĩa là trách móc, phê phán, không hài lòng, không tán thành trước thái độ của đối phương, tức là một cái chủ thể khác không phải là mình, đúng không nào? Thì chúng ta thấy là kuse ni và no ni đều có thể dùng được. Đó nhá. Thì đây là ví dụ cái no ni là mình học từ N4 chẳng hạn. Nếu mà mình có thời gian để mình phân tích lại thì mình sẽ thấy là nó sẽ như thế này, đúng không nào? Kade wa ryōri ga dekinai kuse ni, hoặc là dekinai no ni itsumo tanin no ryōri ni monku yu ne. Đều là khi mà nói về đối phương đúng không? Hơi cái tỏ ý gì nhỉ? Hơi không hài lòng một chút thì mình đều dùng được là kuse ni và no ni. Như vậy nhá. Rồi, hay là gì nhỉ? Thế còn những cái khác thì các bạn thấy nhá. Ví dụ để mà so sánh ra đúng không nào? Ví dụ kuse ni, các bạn nếu mà quan sát hết tất cả những cái ví dụ của kuse ni, các bạn sẽ thấy là thường là cái vế trước kuse ni, trước và sau
tức là mình sẽ gọi là vế A và vế B đúng không? Thì nó sẽ thường là cùng một chủ thể. Đó, tất cả những cái ví dụ vừa nãy mình đều thấy là cùng một chủ thể, cùng một người đúng không? Chủ ngữ cũng là một đấy. Thế nhưng mà noni, nếu mà các bạn gặp được những cái ví dụ của noni, tức là chúng ta quay trở về những cái ngữ pháp ví dụ của N4 chẳng hạn, thì bạn sẽ thấy là à, chúng sẽ có những câu như này: Ani wa mainichi kaji o tetsudau no ni ototo wa sukoshi mo tetsudawanai desu ne. Chủ ngữ câu 1, vế 1 là gì nhỉ? Anh đúng không? Vế 2 là em đúng không nào? Hai chủ ngữ khác nhau. Thì đây sẽ là một cái khác, đúng không nào? Mình sẽ tìm ra được một cái khác của cái câu ví dụ này. Đó, thế thì à, vậy thì cứ xe nhĩ, vế trước, vế sau nhất định là phải cùng một chủ ngữ nhá. Rồi, tiếp theo mình sẽ thấy tiếp là gì nhỉ? Các bạn có thấy để ý từ nãy giờ mình nói là gì nhỉ? Những cái gạch đầu dòng mình tìm ra được của cứ xe nhĩ là gì nhỉ? Toàn là nói về người đúng không? Thì thường đó là trong những cái câu ấy mà cái chủ ngữ không phải là sinh vật sống đúng không nào? Sinh vật sống không phải về người chẳng hạn. Thì mình sẽ không dùng cứ xe nhĩ. Tức là nghe cái câu này nhá. Kono pasukon wa takai cứ xe nhĩ seino ga warui desu ne. Cái câu này nếu mà chúng ta hỏi người Nhật ấy, nghe qua thì người ta sẽ thấy ừ có vẻ đúng ấy. Thế nhưng mà thực tế ra để mà nói về chỉnh chu, về những cái gọi liên quan đến ngữ pháp để mà dạy, để mà học ấy, thì thực ra ấy, cái chủ ngữ mà không phải là người ấy, thì nó sẽ ít khi nói với cả cư xe nhĩ. Được chưa nào? Mà cái câu này chúng ta sẽ dùng là Kono pasukon wa takai no ni seino ga warui. Được chưa nào? Đó, hay là câu tiếp theo này. Ừ, từ nãy giờ mình cũng vẫn thấy cái ý là gì nhỉ? À, những cái cư xe nhĩ nó sẽ thường nói về một cái người khác không phải là mình đúng không? Các ví dụ đều cho là như vậy. Thì bây giờ mình sẽ thấy à xem mà nó có đúng không nhỉ? Ờ, thế thì ví dụ cư xe nhĩ nó sẽ thường là gì đấy? Nó sẽ thường chỉ nói về người khác thôi, chứ không nói về gì nhỉ? Nói về bản thân người nói. Mà bản thân người nói ví dụ một câu như sau: Takusan benkyou shita no ni honban de kinchou shite shimatta desu ne. Là gì nhỉ? Đã rất là luyện tập rất là kỹ rồi, thế nhưng mà cuối cùng đến cái lúc gì nhỉ? Lúc đi thi thật chẳng hạn đúng không? Thì mình lại lo lắng. Thì với cái câu này đang kể về bản thân của mình đúng không? Kể về câu chuyện của mình và hơi cái hàm ý gì nhỉ? Trách móc phê phán nhẹ bản thân mình, thì cái câu này thì mình sẽ dùng gì nhỉ? No ni thôi chứ không dùng cứ se ni. Đó, thì nếu như mà tất nhiên là cái no ni nó học từ N4 đúng không? Nhưng mà ví dụ mình động một ngữ pháp này, mình thấy nó cái cách dùng, cách dịch của nó hơi giống nhau như vậy, mình thử lật lại xem. Ừ, thử lật lại những cái ví dụ của no ni xem, xong mình mang ra so ra từ cái ví dụ, từ cái văn cảnh học cách như thế này, thì các bạn sẽ hiểu rất là rõ cái bản chất của cái ngữ pháp đấy nhá, bản chất của ngữ pháp đấy. Ừ, thì đây sẽ là một cái cách mà để các bạn có thể tránh, hạn chế tối đa cái việc là gì nhỉ? Là cảm thấy sợ ngữ pháp ngay từ đoạn đầu tiên đúng không? Nhìn từ những chúng ta học từ lý thuyết đi ra thì nó sẽ cảm thấy hơi bị sợ. Nên là ví dụ các bạn lần mò nó ra từ cái gì nhỉ? Từ cái ví dụ cụ thể, rồi các bạn gạch ra những cái đầu dòng về những cái mà chúng ta nhận ra, rồi chúng ta soi lại cái lý thuyết mà người ta trình bày cho mình á. Rồi bằng cách đấy thì các bạn, nó sẽ hơi mất thời gian một chút, nhưng mà các bạn thà hơi mất thời gian ở cái bước này còn hơn là các bạn cứ lờ mờ mãi về sau này nhá. Hay, thì đấy là lời khuyên đầu tiên, một lời khuyên 2 trong 1. Nhớ này, đó là chủ động hóa cái việc học ngữ pháp đấy bằng cách là gì nhỉ? Chúng ta nhìn nó từ, chúng ta tự tìm ra cái cách kết hợp và cái cách sử dụng nó từ những cái ví dụ mà chúng ta có thể gặp ở trong bất kỳ một cái giáo trình nào liên quan đến ngữ pháp đấy nhá. Và lời khuyên tiếp theo thì thực ra đây là một cái lời khuyên mà nó sẽ xuất phát từ cái kinh nghiệm học tiếng Nhật của mình, cũng như là sau khi mà mình cũng có nghiên cứu một chút về những cái nghiên cứu họ nói về cái cách học ngoại ngữ. Thì có rất là nhiều bạn thường hay hỏi mình là cô ơi làm thế nào để có thể nhớ được một cái ngữ pháp lâu nhất có thể. Thì mình nhớ là đã có lần mình từng khuyên các bạn ở trong một cái clip dạy hướng dẫn về cách học ở trên khóa học N3 rồi đúng không? Đó là với một cái ngữ pháp các bạn có thể nhớ nó theo một cái ví dụ mà các bạn thích nhất trong cái quá trình học đấy. Đó, tuy nhiên thì đối chiếu lại từ cái kinh nghiệm học của mình, cũng như là sau khi mà mình tìm hiểu, nghiên cứu thêm á, thì mình thấy rằng là cái vế đó đúng nhưng mà chưa đủ. Các bạn nhớ được một cái ngữ pháp mà các bạn thích nhất rồi, nhưng mà tốt hơn đó là các bạn hãy nhớ theo một cái ví dụ, một cái câu ví dụ của ngữ pháp đấy, mà là cái câu do các bạn tự đặt. Và cái câu này nó sẽ phải là cái câu mà nó có nội dung, nó kể về chính bạn, kể về cuộc đời của bạn, nó khắc họa một cái văn cảnh, một cái hoàn cảnh nào đó mà có bạn ở trong đấy nhá. Có thể là nói về một cái kỷ niệm trong quá khứ của chính các bạn này, hay hoặc cũng có thể là một cái câu nói nó có thể xảy ra trong một cái hoàn cảnh nào đó, nhưng mà phải là một cái hoàn cảnh, một cái ba mền nào đó mà bạn sẽ gặp trong cuộc sống thực tại của mình á
Đó, và khi mà các bạn đặt cái câu đó ra, các bạn hãy hình dung xem là à, khi nào thì mình nói câu đấy nhỉ? Và cái cảm xúc lúc nói câu đấy của mình ra làm sao? Ừ, vận dụng tất cả những cái giác quan trên cơ thể ấy. Bởi vì đây sẽ một cách học mà nếu mà nói đùa thì kiểu như nó sẽ hơi tâm linh một chút, nhưng mà thực sự những cái gì mà nó gắn bó, nó liên quan mật thiết đến chính những cái trải nghiệm của bộ não, của cảm xúc, của cơ thể của cái người đó ấy, thì bao giờ nó cũng sẽ nhớ được lâu hơn. Mình ví dụ trong một cái ngữ pháp về cũng là liên quan đến kusini chẳng hạn. Ừ, thế thì ví dụ mình sẽ có thể trong văn cảnh của mình nhá, nếu mà mình học đúng chẳng hạn đúng không nào, thì các bạn hãy thử xem cái văn cảnh như sau. Đó là cái ngày hôm đấy chẳng hạn, bình thường tự nhiên ngày xưa mình cũng không thích nước hoa lắm, nhưng mà hôm ấy tự nhiên anh Dũng nhà mình mua tặng cho mình một chai nước hoa. Thế thì cái cô bạn đúng không, cô bạn hôm ấy mình đang ngồi làm việc đúng không nào, cô bạn đến, cô bạn chơi đúng không, cô bạn nhìn thấy chai nước hoa đúng không, xong rồi thấy nghe chuyện là bảo là chồng mình tặng cho mình đúng không, thì sẽ xảy ra một cái đoạn hội thoại như sau. Và lúc đấy sẽ có cái câu mà có thể ứng dụng được cái từ cử xe nhị như thế này. Ừ, thì sau khi mình đặt ra được rồi cái câu ví dụ dành cho mình rồi đấy, thì các bạn nếu mà để muốn xem là mình có áp dụng được chính xác hay không, cái văn cảnh nó được đúng chưa, thì nếu mà tốt nhất là các bạn có một cái người Nhật hoặc là cô giáo chẳng hạn để có thể check cho mình cái câu ví dụ đấy, thì mình thấy ok rồi. Các bạn hãy lưu nó vào cái cuốn sổ tay đúng không? Một cuốn sổ tay mà ghi lại những cái câu ví dụ về cái ngữ pháp mà mình học trong level đấy. Thì đây chính là một trong những cái cách học ngữ pháp mà mình đã sử dụng từ xưa đến giờ. Thế nên là thực sự ấy, khi mà kể cả bây giờ khi mà dạy các bạn học ngữ pháp trong những cái lớp học ngữ pháp chẳng hạn, đôi khi vẫn có những cái ví dụ đặt của cái ngữ pháp đấy mà mình nhớ được ra ngay trong đầu. Ừ, bởi vì sao? Bởi vì nó là cái câu chuyện mà mình đã từng đặt từ ngày xưa, kể cả từ mình học từ ví dụ từ 7-8 năm trước chẳng hạn đúng không? 10 năm trước, cái lúc đó mình từng đặt cái câu ví dụ đấy dành cho mình như thế, và nó cứ theo mãi mình bởi vì nó là cái câu chuyện của mình ấy mà. Nên là cứ động đến cái ngữ pháp đấy là mình nhớ ngay ra cái câu đấy đầu tiên. Nhớ câu của người khác đúng không? Câu mình thích thì cũng ok, nhớ câu của người khác thì nó sẽ hơi khó hơn thôi, nhưng mà nhớ ra cái câu của mình do mình tự đặt về chính cái trải nghiệm, về cái câu chuyện của mình, thì về mặt khoa học, về mặt lý thuyết, về mặt nghiên cứu tư duy bộ não con người các thứ ấy, thì nghe đồn là nó sẽ tốt hơn cho cái việc duy trì trí nhớ lâu dài nhá. Thì đó là hai lời khuyên mà mình muốn chia sẻ với các bạn trong ngày hôm nay. Lời khuyên đầu tiên đó là chủ động hóa lại việc học ngữ pháp bằng cách đó là chúng ta tự tìm hiểu từ những cái ví dụ, lần từ ví dụ rồi đối chiếu ra lý thuyết. Và cách số 2 đó là chúng ta hãy nhớ mỗi một ngữ pháp, nhớ theo gì? Nhớ theo một cái câu ví dụ nó gắn với chính trải nghiệm của bản thân mình nhá. Nó gắn với trải nghiệm, nó gắn với giác quan, nó gắn với cảm xúc của chính bản thân mình mọi người nhá. Hãy thì vừa là một ngữ pháp, một clip chia sẻ về cách học ngữ pháp, nhưng cũng vừa là một clip mà chúng ta cũng có thể phân biệt luôn cả kusini và noni, tức là phân biệt ở một cái mức đại khái, một cái mức căn bản đối với các bạn đang học N3, N2 nhé. Còn ví dụ để tìm hiểu sâu hơn thì nó sẽ phải có những cái gạch đầu dòng chú thích kỹ hơn rất là nhiều, nhưng mà hôm nay mình đưa ra một cái ví dụ như vậy để các bạn có thể hình dung về cái cách học ngữ pháp như thế nào. Thì hy vọng đây sẽ một cách ngữ pháp nó hơi bị vất vả một chút, nhưng mà nó sẽ chỉ vất vả cái lúc mà chúng ta học thôi. Còn lại mình tin rằng nếu mà khi mà các bạn đã gắn được rồi, gắn vào trong đầu rồi, thì sau này các bạn sẽ rất là khó quên nhá. Và hy vọng là các bạn sẽ vận dụng nó thành công. Ok, và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.